BBT cung ứng đầy đủ tất cả những sản phẩm và dịch vụ liên quan đến gym tại Việt Nam như khai thác hệ thống Gym Center. BBT còn nhập khẩu và phân phối độc quyền thực phẩm bổ sung. Các loại thực phẩm bổ sung BBT phân phối bao gồm whey protein powder, mascana, reworkout, BCAA, amino, EAA, fast burner và nhiều nhánh thực phẩm bổ sung vì sức khỏe khác. Trang thiết bị phụ kiện thể thao như đai lưng, bao tay, quần áo tập gym nam nữ cao cấp, không dừng lại ở đó, BBT còn nhập khẩu và phân phối độc quyền thiết bị phòng gym cao cấp Hoa Kỳ với độ thiết kế tinh xảo và chất lượng vượt trội nhất. Phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.